Ngày 22 tháng 3 năm 2017 có thể coi là một ngày trọng đại với các tín đồ Kitô giáo. Đó là ngày mà mộ Chúa Giêsu bên trong nhà thờ mộ thánh Holy Sepulchre ở Jerusalem chính thức được mở cửa đón khách sau 9 tháng trùng tu và sau nhiều thế kỷ ẩn mình trong rất nhiều những giả thuyết khác nhau về nơi chôn cất Chúa Giêsu. Kể từ đó, nhà thờ mộ Chúa Giêsu là nơi đón tiếp hàng triệu du khách hành hương mỗi năm và chắc chắn cũng là nơi mà biên cương cũng khát khao, ước ao có dịp được viếng thăm một lần trong đời. Xin được chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương khám phá và trải nghiệm. Cho đến lúc này, chúng ta luôn quan tâm tới câu chuyện và thông tin lịch sử mộ Chúa Giêsu ở đâu. Một câu hỏi lớn đã được đặt ra, thậm chí đã có nhiều những giả thuyết khác nhau. Và theo Kinh Thánh thì mộ Chúa Giêsu ở Jerusalem. Vậy thì đâu là những bằng chứng, đâu là những điều xác thực mộ Chúa Giêsu nằm ở Jerusalem? Hôm nay, Biên Cương sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm những dấu tích lịch sử mang tính khoa học cao để xác định mộ Chúa Giêsu đang ở nơi đây. Nguồn gốc mộ Chúa Giêsu theo Kinh Thánh. Trước tiên, để tiện cho việc khám phá những điều đặc biệt về mộ Chúa Giêsu ở Jerusalem, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để ngược về quá khứ, thời điểm mà Chúa Giêsu chịu nạn. Theo Kinh Thánh, sau khi Chúa Giêsu bị quân La Mã hành hình vào năm 30 hoặc năm 33 sau Công nguyên, thi hài của người được đặt bên trong một bệ đá, sau được gọi là giường chôn, chìa ra bên hông một hang động đá vôi. 3 ngày sau khi Chúa Giêsu qua đời, những người trong làng đến làm nghi lễ tiếp theo cho người thì phát hiện ra ngôi mộ đã bị bỏ trống. Vào năm 325, Hoàng đế La Mã Constantine quyết định tìm ra nơi chôn cất Đấng Cứu Thế nên đã cử đại diện đến Jerusalem để tìm kiếm mộ Chúa Giêsu. Khi đến đây, người tùy tùng được chỉ đến một đền thờ La Mã được biết là đã xây dựng 200 năm về trước. Tuy nhiên, khi đến nơi thì mọi thứ đều đã bị phá hủy. Không nản lòng, khi họ tiếp tục công cuộc đào bới để tìm kiếm thì ngôi mộ xuất hiện bên dưới đống đổ nát của đền thờ. Tin rằng đó chính là mộ phần của Chúa Giêsu, Hoàng đế Constantine đã lệnh cho xây dựng phần bao quanh ngôi mộ gọi là Edicule. Công trình ước tính được hoàn thành vào khoảng năm 1555 sau Công nguyên. Còn theo một số tài liệu khác, các tín đồ Cơ đốc giáo đầu tiên ở Jerusalem sùng bái nơi này. Họ dường như đã cử hành phụng vụ tại ngôi mộ của Chúa Giêsu từ thời điểm Chúa phục sinh cho đến khi thành phố bị người La Mã xâm chiếm vào năm 66 sau Công nguyên. Khi đó, Hoàng đế Hadrian đã san lấp nó và cho xây lên phía trên một đền thờ ngoại giáo. Đến năm 326, nhà thờ đầu tiên mới được Hoàng đế Constantine I cho xây dựng. Ông đã phá bỏ đền thờ và đào đất nền của nó đưa đi nơi khác. Mẹ của Hoàng đế, Thánh Helena, được cho là đã phát hiện ra thánh giá thật gần ngôi mộ của Chúa. Công trình này đã bị hư hại nghiêm trọng do bị hỏa hoạn vào năm 614 khi người Ba Tư xâm chiếm Jerusalem và chiếm lấy thánh giá. Nhà thờ sau đó đã được phục hồi rồi lại bị phá hủy trong thời kỳ trị vì của người Hồi giáo trong những năm đầu thế kỷ 11. Năm 1099, đoàn quân Thập Tự Chinh tiến về Jerusalem, chiếm lại nhà thờ mộ thánh và các nhà thờ khác từ tay người Hồi giáo và tiến hành xây dựng lại nhà thờ. Những thế kỷ tiếp theo, nhà thờ mộ thánh tiếp tục trải qua nhiều biến động từ việc bị tàn phá, xâm phạm, bị bỏ bê cho đến những nỗ lực khôi phục và sửa chữa không thực sự hiệu quả. Nhà nguyện trên ngôi mộ được cho là nơi Chúa đã được chôn cất và sống lại từng có nguy cơ sụp đổ. Nó đã được xây dựng lại 4 lần, gần đây nhất là vào năm 1810, 2 năm sau khi công trình bị hỏa hoạn tàn phá. Những rầm sắt chống đỡ cho công trình hiện nay được đưa vào từ năm 1947 khi chính quyền Anh cai trị Palestine. Đền thờ Edule nằm trong nhà thờ mộ thánh ở thủ đô Jerusalem của Israel. Đây được xem là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất thế giới từ thế kỷ thứ tư, do phải chống chọi với các yếu tố tự nhiên như nước mưa, độ ẩm. Đến tháng 10 năm 2016, hầm mộ Chúa Giêsu chính thức được mở sau hơn 4 thế kỷ để phục vụ công cuộc trùng tu khu vực Edicule. Cũng trong khoảng thời gian này, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Quốc gia của Athens, Hy Lạp đã phát hiện ra được phiến đá cẩm thạch, từ đó xác định được nó có từ khoảng thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Trả lời trên Sea the Holy Land, học giả Israel Dan Bahat từng là nhà khảo cổ học của thành phố Jerusalem cho biết, chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn rằng vị trí của nhà thờ mộ thánh chính là nơi mai táng Chúa Giêsu, nhưng hiện chưa có địa điểm nào khác có sức thuyết phục hơn nơi này. Vậy nên, chúng ta thực sự không có lý do gì để phủ nhận tính xác thực của nó. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, ngôi mộ được cho là mộ của Chúa Giêsu đã được chính các giáo đoàn phối hợp để mở ra, và đồng thời cũng mở ra câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của lịch sử nhân loại. Đó có phải là nơi đã chôn cất Chúa Giêsu hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm những lời giải cho câu hỏi rất lớn và được rất nhiều các tín đồ Kitô giáo tìm hiểu và mong muốn có câu trả lời. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, khi nắp đá cẩm thạch tại ngôi mộ Chúa Giêsu được mở sau 500 năm đóng kín, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các thềm đá vôi nơi được cho là đã từng đặt thi hài Chúa Giêsu. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ học và các nhà thần học đã tranh luận không ngừng rằng liệu nhà thờ Holy Sepulchre ở Jerusalem có phải là nơi Chúa Cứu Thế bị chôn và sống lại sau khi bị đóng đinh hay không. Ngôi mộ này được niêm phong cẩn thận bằng đá cẩm thạch từ những năm 1500 để ngăn chặn những kẻ ăn trộm mộ. Theo tạp chí National Geographic, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens, Hy Lạp đã nghiên cứu mộ phần của Chúa Giêsu và với những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất đã cho thấy mộ phần này có niên đại trong khoảng những năm 345 sau Công nguyên, trùng khớp với nhiều ghi chép lịch sử có liên quan đến quá trình hình thành khu mộ. Kết quả nghiên cứu này phần nào xác tín ít nhất một phần nào đó trong chuỗi lịch sử Kitô giáo. Suốt nhiều thế kỷ qua, nhà thờ mộ thánh đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần, nhưng các chuyên gia vẫn không chắc chắn về việc liệu ngôi mộ đã được di chuyển hay chưa và liệu bên trong ngôi mộ có còn chứa gì. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện một phiến đá cẩm thạch thứ hai được cho là tạc vào thế kỷ 12. Nhà khảo cổ học Frederick Herbert cho biết, điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi là khoảnh khắc chúng tôi loại bỏ các lớp bụi bẩn và phát hiện một phiến đá cẩm thạch thứ hai trong mộ Chúa Giêsu. Phiến đá này màu xám, không trắng kem như bên ngoài và ở giữa có khắc hình một cây thánh giá. Dù rằng nhà thờ mộ thánh đã bị phá hủy nhiều lần bởi hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, nhưng việc phát hiện phiến đá cẩm thạch đặc biệt kia là một bằng chứng rõ ràng cho thấy đây chính là ngôi mộ mà hoàng đế La Mã Constantine đã tìm thấy trong thế kỷ thứ tư. Trở lại với Kinh Thánh, Chúa Giêsu được cho là đã chết trên cây thánh giá và được chôn trong 3 ngày trước khi người sống lại. Mặc dù trong mộ không có đồ tạo tác hoặc xương, nhưng vẫn có những đống đổ nát chứ không phải trống trơn. Đây có thể coi là những bằng chứng vô giá về nguồn gốc của mộ Chúa mà có thể cần thêm nhiều năm nữa các nhà khoa học mới đưa ra những kết luận chi tiết hơn. Sau những phát hiện mang tính lịch sử, nhóm phục chế còn đã tạo ra những ô cửa nhỏ từ tường đá hoa cương trong điện thờ để giúp khách tham quan có thể nhìn vào bên trong. Ngày 22 tháng 3 năm 2017 là lần đầu tiên ngôi mộ được trưng bày và cho phép người dân vào thăm. Theo tờ Daily Mail, tổng số tiền chi cho dự án là 4 triệu đô la Mỹ. Vua Jordan và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng gửi tài trợ khoảng 160.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, như vậy là cùng nhau chúng ta đã đến với những góc chạm lịch sử, những lát cắt và cả những chứng tích để cho thấy Jerusalem có thể chính là nơi có mộ phần của Chúa Giêsu. Tất nhiên, đó là nơi mà biên cương và chắc hẳn rất nhiều người trong quý vị đang theo dõi video này mong một lần được đặt chân đến. Hy vọng sẽ có một ngày kênh YouTube Bình Luận Viên Tại Biên Cương Khám Phá và Trải Nghiệm sẽ trực tiếp đến đây để gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực nhất. Còn hy vọng rằng phần nào video ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Nếu quý vị thấy bổ ích, vui lòng để lại những ý kiến bình luận của mình cho video này, ủng hộ kênh bằng những lượt like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.